Các em thân mến, hôm nay là thầy trò chúng ta cùng ôn lại một số kiến thức để chuẩn bị cho cái bài đánh giá dự kỳ 1. Để chúng ta sẽ tìm hiểu một số cái bài tập như này, nhưng mà nói chung là cũng những kiến thức cơ bản thôi em. Thì ở đây em thấy trong cái bài số 1 mà ta trong một cái bảng, nó gồm có gì? Hai dòng và năm cột. Riêng cột đầu tiên người ta ký hiệu là A với chữ A, thì em biết đây chính là hai số đối nhau. Thực chất bài này là đi tìm số đối của một số thôi. Ở đây cho A thì em sẽ đi tìm chữ A là bao nhiêu và ngược lại. Bài số 2 yêu cầu là tính, thì ta thấy ở đây cho chúng ta ba bài. Bài đầu đơn giản thôi là cộng hai phân số, bài thứ nhì là có nó phối hợp cộng trừ nhân chia, và bài số 3 là về lý thừa. Nhưng mà lý thừa này á, thì ta thấy thực chất nó chính là cùng cơ số hết. Có em sẽ thắc mắc tại sao trừ 2 trên 3, cơ số trừ 2 trên 3 với 2 trên 3 tại nó như nhau, tại vì mình chưa hiểu. Cái dấu trừ á, thì mình lát nó còn một số mũ nữa. Nếu như nó mà mũ lẻ thì mình đưa ra ngoài luôn, đưa ra trước mặt là số đối thôi, chứ không có gì hết. Thì giờ đây nhắc lại một chút, khi cộng trừ phân số mình phải quy động, chứ chúng ta không sử dụng máy tính mà ra kết quả được liền. Ở bài B thì mà phải quan sát là ta thấy rõ ràng hai cái tích này nó đều có chung một trị số, tức là bình thường em phải đi tính tích thứ nhất, thứ nhì, sau đó ta lấy hai cái tích cộng lại, nhưng ta là sẽ viết gọn hơn, nhanh hơn bằng việc các tính chất đại học. Nói chung là em đặt thường số chung. Còn cái bài này là tại sao đây, thầy nói như thế này, chẳng hạn em nhìn trừ 3 trong mặt mũ 3 thì em thấy nó chính là 3 con số trừ 3 nhân nhau thôi, mà 3 dấu trừ nhân nhau thì ra một dấu trừ thôi, thấy chưa? Còn lại phía sau rồi bình thường không có gì hết. Nhưng mà đây là mũ 8 mà em thấy tức là cái gì, nói chung là bảng dấu phép nhân với chia thầy đã nói là giống nhau, cho nên khi em thực hiện chỉ có cộng, chỉ có nhân với chia thôi, thì ta đếm, tức là ta xác định dấu kết quả trước. Ở đây có cả 8 dấu trừ, như vậy chắc chắn kết quả là ra dấu cộng, bỏ luôn. Và đây là hai dấu thừa. Khi mà chúng ta nhân hai dấu thừa cùng cái số thì sao? Thì lấy hai số 1 cộng lại, 6 cộng 4 là 10. Được chia ta là trừ 10 trừ 8, đang thấy nó còn là mũ 2. Và mình tính là kết quả rất là dễ dàng. Bài số 3 là bài toán tìm x. Thì trong đề bài này nó có hai bài. Bài đầu tiên, số cần tìm của chúng ta đóng vai trò đây chính là gì? Là số trừ. Thì em thấy muốn tìm số trừ thì ta lấy số bị trừ là 9 trên 4 trừ cho trừ 5 trên 51 là hiệu đó. Còn bài B thì em thấy có cái lý thừa. Hai cái lý thừa là một số em mà mới nhìn là cảm thấy là hơi bị ngợp, bởi vì hai mũ 10 mà em tính ra rất là lớn. Nhưng mà thầy nói khuyên em phải nhìn kỹ cái bài toán muốn chốt vấn đề. Thì đây á, 5 nhân 20 nói chung là một con số nào đó lớn gì đó, cũng hiểu chứ nào, giờ cứ đại loại. Và 28 là cũng là một con số đã biết. Như vậy thì theo thứ tự cái tính mình đã học ở dưới, thì mình tính cái bên tay trái của dấu bằng này, cái biểu thức là x trừ 3 trong mặt nhân 28, thì em phải tính x trừ 3 trước rồi được bao nhiêu mới nhân 28. Như ở đây bài toán là cái số chưa biết ở đây chính là vai trò là x trừ 3. Có x trừ 3 thì em sẽ tìm được x thôi, đúng không? Giống như x trừ 3 bằng 2 thì em tìm x là vai trò là số bị bị trừ. Thì đầu tiên cho như vậy thì ta sẽ tìm được cái số chưa biết là x trừ 3 bằng cách lấy gì? 5
lấy cái tích này nhảy hoặc là kết quả này chia cho 248 thì em như thầy đã nói này đừng có vội vàng, bởi vì ta thấy 240 chia 48 giải quyết rất dễ dàng đây, và chia thì thầy viết trên, và nói chung em áp dụng công thức của lý thường đã học là 2 mũ 10 mà chia 2 mũ 8 là ra 2 mũ 2 là 10 nha. Còn không thì mình nói theo cái kiểu phân số đó này, 2 mũ 10 là 10 con số 2 nhân lại, ở dưới là 8 con số 2 nhân lại, mỗi lần mình cứ gọi một con như vậy, cuối cùng ở dưới tử đều là 1 hết, 1 nhân 1, bao nhiêu con số 1 nhân nhau là 1, còn trên phía trên chúng ta có 2 số 2. Bạn em thấy là tính kết quả này rất là gọn. À, vấn đề ở đây thí dụ như người ta đổ đề bài, nếu mà mình không hiểu chứ đừng có nói là máy tính như vậy. Đây giờ thầy đẩy này lên là gì, 7 mũ 100, bên này là 7 mũ 98, thì rõ ràng em mà đi tính mấy cái thường này chứ là chắc chắn nhiều khi máy nó cũng bị chèn thôi. Thấy không? Mình phải xử lý dùng các gì, các công thức hay các cái kiến thức về lý thừa để mà mình giải quyết, thì lúc đó mình bài toán mình sẽ trở nên là đơn giản hơn. Ví dụ ở đây thầy nói là đây là 7 mũ 100 chia cho 7 mũ 98, em mà đi tính gì tính nổi. À, vấn đề là chỗ đó. Bài số 4 thì chúng ta đọc tìm hiểu cái đề bài một chút. À, đây là cho tính một cho một cái hình hộp chữ nhật, thì hộp chữ nhật giống như căn phòng trong lớp mình hay ngồi học lắm em. À, nó có 6 mặt để tính diện tích xung quanh và giới tích, thì cái bài này là gì, là giống như ở lớp dưới em tính diện tích bằng than, tam giác, thì vân vân, là công thức bắt buộc là phải nhớ. Thì hình hộp nhật nó có 3 kích thước. Thì em thấy ví dụ như em đi mua đồ cũng vậy, nó ghi cái hộp ở phía ngoài nó ghi mấy nhân mấy nhân mấy, à đây là cái hình khối hình hộp nhật. Còn ví dụ như mình mua gạch thì chỉ nói là bao nhiêu nhân bao nhiêu thôi, chứ không có nói dài rộng gì đâu. Rồi chúng ta tìm hiểu bài số 5. Thì đây là một bài toán quen thuộc cho anh em. Ở đây là hình ảnh là gì? Cái lều, nếu em nào mà hay đi cắm trại thì em sẽ thấy người ta căng lều để đập sinh hoạt đó, người ta né ví dụ như mình ăn uống hay gì đó, tức là không sinh hoạt ngoài trời, thì mình rút vô thì cái lều nó phủ bạc, chúng ta bụi gió à. Thì thực chất nó chính là một cái hình lăng trụ đứng đấy tam giác mà thôi. Đây, mà nó không để đứng mà nó nằm thì nó trở thành giống như hình dạng như vậy. Thì em khi đọc nó thấy số liệu người ta cho thì mình hiểu nè. Đây, thành mô tả là đây nè, cái tam giác nè, đỉnh thứ nhất, đỉnh thứ nhì, đỉnh thứ ba. Đây, đây là một mặt sau đối diện nó lớn là song song đó, 1, 2, 3. Thấy chưa? Thì đây chính những là cái cửa lều, khi em bước vô đây nó sẽ có một cái tấm bạc, có gì kéo, em kéo lên, em bước vô em kéo lại để cho giữ cái tấm lều là không có bị gió bụi gì đó hắt vô, à, mưa. Thì lăng trụ đáy tam giác thì nó có tất cả là 3 cái chữ nhật, là 3 cái mặt bên, và hai đáy cũng là 2 cái tam giác. Thầy nói như vậy là do cái lăng trụ đứng này nó cái đặt ngang rồi. Đây, thì đây là 2 đáy. Thì người ta nói là không tính mặt tiếp giáp với mặt đất. Mặt tiếp giáp mặt đất thì mình tìm hiểu trên hình vẽ nó chính là cái mặt nào. À, thầy sẽ dùng con trỏ, thầy con trỏ đây là gì? Đỉnh thứ nhất, đỉnh thứ nhì, đỉnh thứ ba và đỉnh thứ tư. Thì thực chất nó chính là hình chữ nhật. Em hiểu chưa? Như vậy nó còn lại 4 mặt. Trong 4 mặt đó, đây mặt này là 1, là hình tam giác.
mặt này cũng là tam giác. Và em để ý là hai mặt này, hai cái tam giác này bằng nhau, bởi vì là nhìn cạnh cạnh đánh dấu cùng hiệu, thì theo quy ước các đối tượng bằng nhau thì được dùng đánh dấu cùng hiệu. Mà tương tự như vậy là hai cái tấm bạc để che xuyên xuyên của lều này, thấy chưa, nó là hình chữ nhật, nó mặt bên kia cũng là hình chữ nhật này. Em thấy con chó thì rìa, tức là thầy bao quanh nó như vậy. Để tính diện tích tranh đó, phủ bạc đó, thì ta chỉ được đi tính diện tích một cái hình chữ nhật thôi, cộng với diện tích một cái gì, một cái cửa ra vào, tức là cái đáy của lâm trụ đứng, tức là cái tam giác. Rồi sau đó tất cả nhân hai, tất cả nằm đặt trong mặt. Bởi vì sao? Đây là một đáy nè, chiều cao đáy này là 4,8, thì cái 1,8 này cho biết được chiều cao đó. Như bạn biết thì ta biết rồi, tính diện tích tam giác với đáy nhân cao tương ứng chia hai. Và thầy cũng khuyên em chia hai là trên để mà có thể rút gọn. Trong bài này thì người ta cho số lập phân thôi, không có gì hết. Còn cái diện tích của hình nhật này thì hai cái thước nó đâu, đây là một cạnh cho biết 72 và cạnh này là 3 cũng cho biết được. Bây giờ hiểu chưa? Thể tích thì bằng gì? Thể tích thì mình lấy diện tích đáy, diện tích đáy là có rồi, tức là diện tích gian này nhân chiều cao của lâm trụ, chiều cao lâm trụ chính là 7,2. Bài số 6 là bài toán đố này anh em. Chúng ta đọc hết, ta tìm hiểu giữa cái đã cho và cái cần tìm có mối liên hệ như thế nào. Thì đây bạn An ra một cái siêu thị đó mua hai cái món hàng. Món hàng thứ nhất có giá trị là 200.000 đồng, nhưng mà được giảm là sẽ bị giảm 10%. Còn món thứ hai được giảm 15%. Nó nhờ để coi lại tính giá tiền bây giờ. Nó để bà kêu chúng ta xác định coi cái món hàng thứ hai nó thực chất nó có giá tiền là bao nhiêu. Biết rằng tổng số tiền bạn phải trả là 307.500 đồng. Như vậy thì anh thấy món hàng thứ hai chỉ biết giá nhưng cho biết nó đã giảm bao nhiêu phần trăm. Như vậy muốn biết được giá thì khi mà mình phải xác định số tiền bạn An phải trả khi mua món hàng thứ hai, và lúc này mình căn cứ hai giá trị. Món hàng thứ nhất có giá là 200.000 đồng nhưng mà được giảm 100%. Như vậy mình sẽ tính được số tiền bạn An phải trả khi mua món hàng thứ nhất, và căn cứ vào số tiền là tổng số tiền trả thì em xác định được là bạn An khi mua món hàng thứ hai sẽ phải trả bao nhiêu tiền, và từ đó tính được giá thành của cái món hàng thứ hai đó. Như vậy đầu tiên mình đi tìm về số tiền bạn An phải trả khi mua món hàng thứ nhất bằng cách em sẽ lấy gì đó anh em. Em lấy 200.000 đồng. Nhân phải biết khác luôn, 100% trừ cho số tiền giảm bao nhiêu, 10%. Thấy chưa, nó ra cái gì đó. Ví dụ thì cho nó ra bằng A đi, bằng A là con số để đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi tìm gì, số tiền bà An phải trả khi mua món hàng thứ hai. Muốn biết thì lấy gì? Mình sẽ lấy 307 này. 500 trừ cho số tiền thì chẳng có hạn nhất. Giả dụ nó là con số nào đó là phải gọi là số B. Thấy chưa? Giờ tiếp tục. Bây giờ cái bài này là bài toán tìm một số chưa biết, chỉ biết gì giá trị phân số của nó.
thì con sẽ lấy cái gì đây? Nè, thầy có thể tóm tắt là sao ra món ăn bao nhiêu không biết, nhưng mà được giảm như này là phải trả. Nhưng mà con phải lấy cái gì? Lấy giá trị. Giá trị là nhiêu? Giá trị là cái B đó, chia cho số phần. Số phần thì con lấy là có nghĩa là 100% trừ cho 15%. Hiểu chưa? Thì nói chung toán đố thì khi đọc rồi em phải tìm hiểu hết mới được, nắm được cho nào. Rồi thì cái buổi học cái buổi hôm nay là thầy ôn lại cho em một số kiến thức như vậy, nhớ chưa?